Các bạn ơi, hôm nay là mẹ Dương có lịch hẹn tiêm cho bạn Vani. Bạn Vani hôm nay phải đi chích ngừa. Nên là bây giờ chuẩn bị mẹ Dương... Ủa? Bạn ấy lật rồi, sushi vừa mới lật luôn. Nên là mẹ Dương chuẩn bị sẽ bế sushi xuống nhà. Rồi cả nhà mình sẽ cùng nhau đưa bạn Vani đi chích ngừa. Bạn Vani nhát lắm các bạn ạ. À. Lần nào đi chích ngừa cũng khóc banh cái phòng chích ngừa luôn. Ồn ào lắm. Mà hả? Không biết hôm nay bạn Vani hứa với mẹ Dương là bạn Vani sẽ không khóc. Mà không biết là có thật không? Nên là chúng ta cùng theo dõi xem hôm nay bạn Vani có còn khóc nhè nữa không nha. Rồi. Trời ơi. Bạn Ruby bế bạn Sushi. Mẹ Dương mới cắt tóc cho bạn Sushi á. Rồi, mẹ Vani, mẹ hỏi chuyện Vani nè. Thế hôm nay Vani chích ngừa, Vani có khóc nhè nữa không? Có. Ủa? Vừa mới hứa với mẹ Dương là không khóc, bây giờ lại kêu là có. Kỳ vậy? Thôi bây giờ mình lớn rồi, mình chích ngừa mình không khóc nhè nữa nha. Nha. Hôm nay cô chỉ chích một mũi cho con thôi. Không ấy mà con thấy đau phải không? Không, nó chỉ đau một chút Dạ. xíu à. Thôi được rồi, mình đi thôi. Let's Yeah. go. Rồi, chúng ta bắt đầu đi chích ngừa cho bạn Vani thôi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn bạn Vani nha. Bạn Vani đội nón chi vậy? Cái mặt bạn Không thấy á, mặt bạn Vani đâu hết trơn á. Trốn kỹ quá không nhìn thấy. Trốn rồi, cuối cùng lát nữa cũng phải chích ngừa thôi. Lát nữa sẽ khóc xong. Đi. Không đi. Còn đây là bạn Sushi của chúng ta. Sushi xin chào các bạn nha. Hôm nay Sushi sẽ cùng bạn cùng chị Ruby và Vani đi chích ngừa nè. Hôm nay thì không có lịch tiêm của bạn Sushi, chỉ có mình chị Vani chích ngừa thôi. Bạn Ruby. Bạn Ruby thì hết rồi, bạn Ruby lớn rồi, 2 năm nữa mới tới lịch của bạn Ruby. Các bạn ơi, còn khoảng 5 phút nữa là chúng ta sẽ đến trung tâm tiêm chủng cho bạn Vani rồi. Bạn Vani đang nằm, rất là lo lắng. Đây trung tâm tiêm chủng Cantaview quận 2 các bạn ạ. À. Bây giờ bố Thịnh đang quẹo vô. Đi vô chút nữa mình lên mình sẽ khai báo y tế hay sao ạ. Welcome bạn Vani. Bạn vẫn đi vô khám về. Mình mới khám thôi mà, mình mới khám thôi. Không có chết đâu. Rồi, xấu quá, xấu gái quá. Đóng tiền. Chích xong này là 1 năm xong mới phải đóng lại, mới phải đi chích lại. Con đi con không biết rõ. Con muốn. Con đi con đi 2 mũi, 1, 2, có 2 nào. Không giờ mới chết 1 mũi rồi, 1 mũi nhanh rồi. Cô
Sợ. Chích đối gì đâu mà sợ. Thấy cái ống kia nó dài lắm. Ống dài. Chưa tiêm nó dài. Con thì con đang chích mà, con biết. Đâu có đau không con? Không đau, không đau. Không đau, không đau. Nghe xong rồi mình đi chơi ha. Bây giờ muốn mẹ ôm hay là muốn mấy cô ôm thì không khóc. Con mà khóc rồi mấy cô đuổi mẹ ra. Mấy cô đuổi mẹ ra nha. Mấy cô đuổi mẹ ra. Tay chích đuổi hả? Hai tay, hôm nay chích hai tay. Bốn người. Ôi, em khóc theo chị ạ. Các bạn ơi, bạn Vani khóc quá. Bây giờ mẹ Vani phải... Bây giờ mẹ Dương phải dỗ bạn Vani nè. Bây giờ mình đi mua kẹo nha. Mua bánh kẹo mà. Ờ, đi mua bánh kẹo. Mẹ dẫn xuống đây đi mua bánh kẹo.